Chú đút cho dưa hấu ăn nha. Trời ơi bà. Hello, xin chào tất cả mọi người, mình là Khánh. Chào mừng mọi người đến với kênh Khánh Si. Hôm nay mình mới tiếp tục với chị mình và đám nhóc sẽ ra sông Hàn. Cái này kêu là đi ra picnic đúng không? Siêu à, xin chào. Dạ, có cuộc hẹn đấu súng ở ngoài sông Hàn nha. Siêu bữa nay dắt thêm 10 cây súng theo ra đây đấu luôn nè. Siêu mua cho người tiền. Đã tới sông Hàn rồi nha mọi người. Đứng ngay sông Hàn vẫn có thể nhìn thấy được cái tháp Lotte nha. Đây, vẫn có nhìn thấy được tháp Lotte phía sau lưng. Và để bây giờ để Khánh quay sông Hàn cho mọi người xem thử. Đây, sông Hàn nha mọi người. Cái cầu này là cái cầu Chạm Xiên đó mọi người. Hồi lúc mà khoảng tầm nửa năm trước á, ở chỗ này cái lúc mà nước nó dâng lên á, dưới này cua nó bò lên quá trời luôn. Cái hôm đó Khánh có ra đây bắt cua nè. Rồi lúc đó có mấy ông cụ già người Hàn Quốc á, với mấy cái bà thím ra đây bắt lên quá trời luôn, người ta bắt về ăn á mọi người. Ở đây thì nước chảy rất là xiết luôn. Ở dọc sông Hàn á thì nó có mấy cái cửa hàng tiện lợi á, với mấy cái chỗ mà nó bán đồ ăn cho người ta đi tập thể dục và người ta đi picnic, người ta lại người ta mua á mọi người. Đây, sông Hàn thì nó có rất là nhiều cầu luôn. Dọc theo sông Hàn nó có khoảng chắc có vài trăm cây cầu luôn á. Còn xa xa mọi người có thấy cái này không? Tháp Nam San nè. Có ai coi cái phim mà Huyền Thoại Biển Xanh á, cái khúc mà Lee Min Ho hẹn là khi mà tuyết đầu mùa rơi là chúng ta gặp nhau ở đó đó. Bây giờ cùng nhau hẹn ước nào, khi mà tuyết đầu mùa rơi thì mình gặp nhau ở đó nha. Bây giờ thì chúng ta vô thử là cửa hàng tiện lợi ở sông Hàn có bán cái gì nha. Cái cửa hàng tiện lợi sông Hàn á thì nó hơn mấy cửa hàng tiện lợi chỗ khác á, là nó có vừa có bán gà rán, có cái cửa hàng gà rán chung trong cái cửa hàng tiện lợi luôn. Nó có cả là cửa hàng cà phê ở trong đây luôn. Xúc xích quá trời xúc xích luôn, đủ loại xúc xích hết. Sau 15 phút là cũng có rồi nè. Cảnh nha, quá là chill luôn, quá là đẹp luôn. Và đây là những bà chị mình đang cố gắng tạo một không gian sống ảo. Và bữa nay có cái tấm trải đẹp nha. Siêu à, thích cơ. Ở đây có một cái bụi cây bông. Bông này phải bông cẩm tú cầu không? Cẩm tú cầu đó. Wow, nguyên một cái bông cẩm tú cầu quá trời đẹp luôn nè mọi người. Ủa, hôm nay đẹp nha, hôm nay nhìn không có bần nữa nè. Hôm nay nhìn sang quá nè. Em không là nan anh cũng không còn là nhà sĩ mộng mơ. Đây là concept nàng thơ nha mọi người. Nay có một cái sự kiện đặc biệt là hôm nay hai bà chị của mình chụp hình bằng cam thường nha mọi người. Người ta chụp cam thường lâu rồi bạn ơi. Thì mọi người lại quay lại với app nha. Chúng tôi biết chụp bằng cam thường nhưng mà phải chụp app chứ. Picnic là phụ thôi, chụp hình mới là chính. Ở đây có thể nhìn thấy cái tòa tháp Lotte rất là đẹp nha. Chuẩn bị cầu kỳ và cũng có những người rất là đơn giản. Chỉ gần một tấm bạc thôi và đây nằm chảy qua là ngủ một cách rất là dễ dàng. Trong khi bên kia hai bà mẹ của hai đứa này vẫn còn đang sống ảo thì bên đây chúng tôi đã bắt đầu tiết mục ăn uống. một cha. Hôm trước có mấy bạn hỏi là Khánh có uống coconut không á, nè coconut nha. Cái này là nước dừa và nho nha mọi người. Bây giờ là vô. Wow, đây mà mọi người. Cái này là nó gọi là phản pha, làm nửa cái này nửa cái kia. Cái này gà nướng truyền thống, còn cái này gà nướng với dặn nhôm, là gà nướng với nước sốt nha, với gia vị, nước sốt gia vị. Wow, cha Thánh là thích ăn cánh nhất nha, cho nên là sẽ ăn thử, bắt đầu bằng cái gà rán truyền thống này, cái cánh. Kêu một con. Giòn mà nó còn nóng, nó ngon lắm luôn á. Nó quá, quá đi.
Hiện tại thì cái thời tiết nó khá là nóng luôn. Với cuối tuần là người Hàn chủ yếu là ra sông Hàn vậy nè, ngồi chạy ra ăn hoặc là nằm ngủ như là cái chú hồi nãy vậy đó. Cứ chạy ra nằm ngủ đây, không biết sao nó nhào thích ngủ, thích ra đây ngủ. Không biết sao mà có mấy người ăn gà rán á mà không ăn cái củ cải trắng này nè. Khánh cảm thấy mà ăn gà rán không ăn củ cải trắng này là nó không ngon mất một phần nữa rồi đó. Sang mặt số. Ăn thử mà cái mà có gia vị này nha. Cái này thì nó hơi cay nhẹ xíu mà không biết xíu nó hai đứa nhỏ này ăn được không. Nó hơi cay một chút xíu thôi mà rất là ngon. Công nhận phải ngon thiệt luôn á. Ngon. Tại vì hồi sớm á chưa ăn cơm. Mới ăn hồi sáng ăn cơm hồi lúc khoảng tầm 11 12 giờ tới giờ chưa ăn, bởi vì giờ ăn cái gì cũng ngon nhé. Bên kia có hai con người đang thèm thuồng nhìn về bên đây. Nhưng mà tại do đang giảm cân. Cho em xin một cốc Saita. Cho em xin một cốc Saita. Có shipper ship tới luôn nha mọi người. Đã Nesta. Hiện tại là nhiệt độ thật là 35 độ. Và nhiệt độ cảm nhận là 39 độ nha, bởi rất là nóng luôn. Giống kiểu như ở nhà có điều hòa mát mẻ, ông thích ra đây cho nó phơi nắng cho nó nóng chơi gì đó. Hai đứa này nó bỏ cuộc rồi mọi người. Bây giờ anh Khánh sẽ xử hết cái đống này. Không cho ăn mau trong lớn. Đây. Chicken chua hết. Nguyên một cái cánh luôn. Trong con gà cái phần mà Khánh thích ăn nhất là cái cánh nha. Có ai thích ăn cánh giống Khánh không? Shipper mới ship qua cho dĩa rau câu nha. Đây, ta đem cho cái đồ dít luôn nè. Mọi người ăn thử rau câu, cái này rau câu đổ luôn hả? Của chị Giang đổ hả? Ăn đúng như là rau câu luôn nha mọi người. Sương nó đang hỏi á, là cái ngon quá tiếng hay tiếng Việt Nam là ôn cái từ ngon trong tiếng Việt Nam là cái gì, nó hỏi bằng tiếng Hàn á. Ngon lắm. Cứng chua đi hàng. Ngon lắm. Ngon lắm. Cho bạn xin miếng gà. Ủa chứ nó trong ăn giảm cân mà. Nhanh. Cái đầu muốn giảm cân thôi, cái miệng nó không muốn giảm cân mọi người à. Giảm cân đấy nha. Sáng thì mình ăn gì? Không ăn đấy nha. Miếng ngon. Không ăn chút trời bốc lên. Đáng lẽ là bữa nay tính ngồi ở nhà để sửa clip xong đăng lên cho mọi người coi. Cái hai bà này ngủ đi chơi, cái đi chơi luôn, cái không có đăng clip luôn, có gì là tại hai bà này đó nha. Shipper, ship mình miếng dưa hấu ha shipper. Siêu, cho siêu à. Siêu đút cho dưa hấu ăn nha. Trời ơi, bà không sao, thất bại là mẹ thành công, sai thì làm lại. Ngọt lắm nha. Dưa hấu ngọt là một, siêu lúc cái ngọt hai luôn. Bỏ cuộc rồi mọi người, ăn hết nổi rồi, no quá trời no rồi. Bỏ cuộc. Thua rồi, còn 3 cục. Mà không biết sao gà nó làm cục bự quá trời bự luôn á. Còn 3 cục vậy nè, ăn hết nổi rồi. Bốn cục rồi. Ăn trái cây nè mọi người. Nho nè. Cherry nè. Quýt nè. Gì cũng có chứ. Đào nè. Dưa hấu nè. Rau câu nè. Chuối nè. Muối nè. Hiện tại là
7:45 mà trời vẫn còn sáng trưng vậy mọi người. Chứ xa xa là cái giờ này thì rất là nhiều người ra đây ngồi ăn và ngồi giống như ngồi không biết ngồi làm gì nữa chị. Không biết ra đây ngồi có khác gì ngồi ở nhà mà cũng khá thích ra đây ngồi vậy ha. Để ra ngoài này quay mặt trời lặn cho mọi người xem. Bây giờ thì Khánh sẽ dắt mọi người đi xem mặt trời lặn nha. Để phía xa xa mọi người có thấy không? Đây là cảnh mặt trời lặn bên Hàn nè. Đây là hoàng hôn Hàn Quốc nha. Đây xa xa là cái tháp Nam San nè. Bây giờ là trời bắt đầu tối nè mọi người. 8 giờ mà nó vẫn còn sáng, vẫn còn thấy mặt luôn nè. Và bây giờ chắc là tụi mình dọn dẹp đồ đạc và đi về thôi. Bye bye mọi người. Hẹn mọi người ở video sau nha. Bye bye mọi người. Bye bye đi chị. Bye bye mọi người.